Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình Mai Huy giới thiệu các bạn ba cây lan Dendro trước mặt Mai Huy rất là đặc biệt từ thời cổ xưa. Đó là cây Dendro nắng trắng má vàng và cây Dendro nắng Anten, Anten vàng nha các bạn. Hồi xưa một cây Anten vàng này là đắt tiền lắm các bạn ơi. Một thân như vậy có thể bán 2 triệu các bạn, một thân như vậy nè, 2 triệu. Một cái má vàng về một thân như vậy phải 2 triệu đến 3 triệu. Hai cái chậu này là má vàng, mỗi chậu hiện tại giờ chỉ có 800.000 thôi các bạn, mỗi chậu chỉ có 800.000. Cây lên mướt rất là đẹp, và đặc biệt cái má vàng của nó là ấn tượng, má vàng dây ấn tượng, nhìn nó đẹp lắm các bạn. Nếu mà gọi là hàng đột biến mà đẹp thì không có cái gì mà cây nào có thể qua được cây trắng má vàng, tại vì nó bông nó trắng tinh và hai cái má nó có sợi chỉ vàng chạy từ trong nó chạy ra, nó là một cái điểm nhấn và rất là sang trọng, nên gọi là Dendro trắng má vàng hay là siêu White trắng má vàng. Và cái má vàng đó nếu chúng ta trồng mà bón những cái dưỡng chất cho cây đầy đủ hoặc là tùy mùa thì cái má vàng nó sẽ càng dày và càng đậm hơn. Còn nếu mà có một số mùa trong năm mà nó không phù hợp, như là mùa lạnh hay là chúng ta không có bón dưỡng chất nhiều, ít nắng, thì cái gạch vàng nó cực kỳ nhỏ các bạn, không có nhiều. Nhưng chúng ta trồng mà đủ nắng nè, lá ửng vàng như những cây này nè, lên dương thẳng lên như vậy nè thì cây nó sẽ ra má vàng rất là đẹp. Thì cây này mỗi cây 800.000, Mai Huy cũng chỉ có 2 cây về hàng này thôi. Mấy cây này giờ là đồ cổ rồi các bạn, sưu tầm không á. Và một cây thứ nữa đó là cây Anten vàng. Anten vàng này là hồi xưa là chỉ là mơ ước, tại vì chúng ta mua một chậu này nó tới tầm là nhiêu, là tới là 9 triệu nếu mua hồi xưa, thì chúng ta 6 triệu, tức là cây bự có thể bán 8, 9, 10 triệu, tại vì cái cọng nhỏ này có thể 2 triệu, nhưng những cọng lớn như vậy là phải 3 triệu các bạn, nó cao rồi. Thì cái cây má vàng hiện tại bên công ty cây Anten vàng Mai Huy đang bán là 900.000 các bạn ha. Anten vàng đang bán 900.000. và cây đặc biệt là đang có dòi bông để chúng ta có thể thưởng thức cái bông bối, để chúng ta mua về để yên tâm là chúng ta mua được cây Anten vàng. Cây Anten vàng bây giờ nó quý hiếm đến nỗi mà Anten thường còn không có hàng các bạn. Nhiều bạn bây giờ đồ mua Anten thường khoảng tầm 400-500.000 đã mua rồi, mà còn không có hàng để bán các bạn. Mà bây giờ chúng ta sẽ có được cái Anten vàng. Tại vì sao? Cái Anten vàng người ta quý nó mới giữ giống, chứ Anten thường người ta không có giữ giống đâu. Nên Anten vàng là giữ giống, mà chúng ta chỉ có bỏ ra 900.000 được mua một cái chậu lan thuần quá như vậy, rất là đẹp như vậy, 900.000 thôi. Mà cây cao khỏe, đang có giò bông và nó đang lên một cái ngọn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cái ngọn này thì rất là sẽ cao hơn cái ngọn kia đó các bạn. Cái ngọn này nó sẽ cao hơn cái móc luôn á. Và cho ăn phân đầy đủ nha các bạn ha. Rồi, hai cây lan này, 3 chậu lan này thì bán theo sản phẩm đăng. Cây má vàng cũng có giò bông nha các bạn. Cây má vàng cũng đang có 2 giò bông. Cây này đóng ngọn cũng sẽ ra bông thôi, chắc chắn luôn, đang ra cái giò bông trên đỉnh luôn các bạn, đảm bảo các bạn. Là cái này, cây này chúng ta mua về là có giò bông để chúng ta chơi luôn các bạn. Và đây là sản phẩm tách chiết từ cái cây quý, không hề là phải cái mô, tức là ngồi ra tách chiết từ những cái thân già này để người ta nuôi lên các bạn. Thì đây là kết thúc video Mai Huy giới thiệu như vậy. Rồi Mai Huy nhớ là có cây rồng vàng đẹp quá, thì các bạn có muốn mua một cây sưa nữa thì các bạn có thể mua cây rồng vàng sưa. Đây là các bạn, đây rồng vàng sưa cũng đang lên rất là đẹp các bạn, một cây sưa cao lớn khỏe mạnh đang lên chồi rất là đẹp. Chúng ta có thể mua cây rồng vàng sưa. Đây là những cây quý mà bên công ty mình cố gắng giữ giống và cung cấp cho thị trường, khách hàng, những người chơi lan sưu tầm. Chứ mà hiện tại bây giờ còn không có hàng nữa các bạn. Chúng ta có nhu cầu mua hàng hãy nhớ gọi điện ngay đến số điện thoại video đăng, hoặc có thể vào trang web siêu thị hoa lan.com đặt hàng luôn nha các bạn. Xin cảm ơn, Mai Huy cảm ơn và xin chào các bạn nhé. Mai Huy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Huy mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giò lan đẹp. Xin